Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau và nội dung bài giảng của hôm nay và các bài giảng tiếp theo đấy chính là chúng ta sẽ ôn tập về chương carbohydrate. Thì đối với những nội dung của phần ôn tập chương 2 này thì cô sẽ ôn tập về lý thuyết và thứ hai nữa là sẽ giải một số câu hỏi trong đề thi đại học từ trước đến bây giờ, những cái bài mà liên quan đến phần carbohydrate. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ ôn tập phần phân loại carbohydrate. Thì đối với carbohydrate thì các bạn còn nhớ không nào? Đấy là người ta phân loại carbohydrate thành 3 loại. Loại thứ nhất đấy là monosaccharide. Loại thứ hai đấy là disaccharide. Loại thứ ba là polysaccharide. Thì đối với monosaccharide thì nó có đặc tính như thế nào? Thứ nhất, về monosaccharide thì nó không tham gia phản ứng thủy phân. Và chất điển hình trong monosaccharide chúng ta học đấy là glucose và fructose. Thì đối với glucose và fructose thì hai chất này nó có cùng công thức phân tử, đấy là C6H12O6, và nó là đồng phân của nhau. Về disaccharide thì khi tham gia phản ứng thủy phân nó sẽ cho ra hai gốc monosaccharide. Và chất chúng ta học trong phần disaccharide này đấy là saccharose. Về nhóm polysaccharide, thì nó tham gia phản ứng thủy phân và khi thủy phân đến cùng các cái hợp chất thuộc nhóm polysaccharide thì nó tạo ra nhiều gốc monosaccharide. Chất điển hình trong nhóm polysaccharide mà chúng ta học đấy là tinh bột và cellulose. Thì các bạn nhớ rằng này, tinh bột là nó có công thức phân tử là C6H10O5, tất cả N lần. Trong lúc đó cellulose cũng có công thức là C6H10O5, tất cả N lần. Tuy nhiên, tinh bột và cellulose thì nó không phải là đồng phân của nhau bởi vì nó khác nhau về cái hệ số N đấy. Vậy từ cái bảng phân loại này thì các bạn có thể xem thử đấy là người ta dựa theo tiêu chí nào để phân loại carbohydrate thành 3 loại. Đấy là monosaccharide, disaccharide và polysaccharide đây. Đây các bạn nhìn này, đối với monosaccharide thì nó không tham gia phản ứng thủy phân. Trong lúc đó disaccharide thì khi thủy phân nó cho ra hai gốc monosaccharide. Và polysaccharide thì khi thủy phân đến cùng thì nó cho ra nhiều gốc monosaccharide. Thì rõ ràng rằng người ta sẽ dựa vào phản ứng thủy phân để người ta phân carbohydrate ra thành 3 loại. Và nội dung của bài giảng ôn tập carbohydrate thì chúng ta sẽ lần lượt ôn tập 3 loại carbohydrate này. Nội dung chính của bài giảng hôm nay là chúng ta ôn tập monosaccharide và làm một số câu hỏi liên quan tới monosaccharide trong đề thi đại học của những năm tới, năm trước. Rồi, đối với monosaccharide thì đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập về glucose. Về glucose thì tính chất vật lý của nó thì các bạn cũng đã biết rồi, nó là chất rắn kết tinh không màu, tan vô hạn trong nước và nó có vị ngọt. Về trạng thái tự nhiên thì glucose nó có hầu hết trong các bộ phận của cây, ví dụ như là hoa này, lá này, rễ cây này, và đặc biệt là nó có nhiều trong quả chín, đặc biệt nữa là có nhiều trong quả nho. Vì vậy glucose được gọi là đường nho. Trong máu người và động vật thì glucose cũng chiếm một hàm lượng nhỏ. Về công thức cấu tạo của glucose thì glucose nó có hai công thức về mạch hở và mạch vòng. Đối với công thức mạch hở thì các bạn nhìn này, công thức mạch hở thì glucose nó có 6 nguyên tử carbon. Trong 6 nguyên tử carbon này thì nó có một nhóm chức CHO, đấy chính là nhóm chức aldehyde. 5 carbon còn lại là nó có liên kết với 5 nhóm OH. Chính vì công thức này mà làm cho glucose nó có tính chất của aldehyde và có tính chất của polyalkyl.
Về cấu tạo mạch vòng thì glucose cũng có hai dạng mạch vòng, đấy là vòng alpha và vòng beta glucose. Hai mạch vòng này nó khác nhau bởi nhóm OH của carbon số 1. Ở carbon số 1 này, nhóm OH người ta gọi nó là nhóm OH hemiacetan, bởi vì nó có khả năng mở vòng và từ mạch vòng sang mạch hở thì phải thông qua mở cái nhóm OH hemiacetan này. Chúng ta vừa ôn tập lại phần công thức của glucose. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập tiếp phần tính chất hóa học của glucose. Đối với tính chất hóa học của glucose thì như lúc nãy cô chiếu công thức mạch hở lên thì các bạn thấy rằng là glucose có tính chất của nhóm anhydride này, bởi vì nó có nhóm CHO. Thứ hai, nó có nhiều nhóm OH kề nhau cho nên nó có tính chất của polyalkone. Đầu tiên là tính chất của polyalkone. Vậy polyalkone có tính chất gì? Polyalkone là những cái hợp chất nó có nhiều nhóm OH kề nhau, và những cái hợp chất này nó tác dụng được với COOH 2 lần ngay ở điều kiện thường và tạo thành một cái hợp chất có màu xanh lam. Đây chính là phản ứng đặc trưng để phân biệt được polyalkone. Ngoài tính chất polyalkone ra thì glucose nó còn có nhóm aldehyde, đấy là nhóm CHO, cho nên nó có tính chất đặc trưng của nhóm chức aldehyde. Về tính chất đặc trưng của nhóm aldehyde thì nó tác dụng được với hydro. Vậy các bạn nhìn lên, điều kiện để tác dụng được với hydro là có xúc tác niken đun nóng. Thì này nha, hydro nó sẽ được cộng vào cái nhóm chức CHO này. Ở trong nhóm chức CHO này là C nối đôi O và liên kết nối đơn H. Thì hydro nó cộng vào cái nhóm chức này thì nó tạo thành CH2OH. Đây chính là ancol bậc 1, nhóm chức này là ancol bậc 1. Và sản phẩm của phản ứng này có tên gọi là sorbitol. Thứ hai là aldehyde nó tham gia phản ứng tráng bạc. Phản ứng tráng bạc có nghĩa là phản ứng nó tác dụng với bạc nitrat trong môi trường ammoniac. Thì như các bạn đã biết rồi, nhóm aldehyde này này khi nó qua tác nhân oxy hóa thì nó sẽ trở thành nhóm axit là COOH. Tuy nhiên ở đây môi trường ammoniac là môi trường bazơ cho nên nó tạo thành muối, cụ thể là muối amoni. Và sản phẩm ở đây có tên gọi là amoni gluconat. Hiện tượng của cái phản ứng này là các bạn thấy là có kết tủa, có chất rắn màu trắng bạc tạo ra. Thì như hồi năm lớp 11 các bạn học này, khi aldehyde đơn chức ngoại trừ aldehyde formic là HCSO thì khi nó tham gia phản ứng tráng bạc thì nó tạo ra hai nguyên tử bạc. Và đối với ở đây thì glucose nó tạo ra hai nguyên tử bạc. Thì các bạn nhớ để mà chúng ta làm toán ha, là glucose, một mol glucose thì nó tạo ra hai nguyên tử bạc. Một tính chất nữa của aldehyde đấy là nó làm mất màu dung dịch nước brom ngay ở điều kiện thường. Nhóm chức CHO này lại bị oxy hóa thành nhóm chức axit, cụ thể ở đây là axit gluconic. Dung dịch nước brom ban đầu có màu vàng nhạt thì nó bị mất màu sau phản ứng. Tác nhân thứ tư đấy là dung dịch COOH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng. Thì đối với anhydride trong phản ứng này thì cô sử dụng môi trường kiềm là NaOH. Phản ứng này cần phải có sự đun nóng nhé. Thì trong môi trường kiềm ở đây cô sử dụng NaOH. Bản thân phản ứng này như lúc nãy cô nói rồi là nó tạo ra axit là COOH. Tuy nhiên môi trường kiềm của chúng ta là NaOH cho nên nó tạo ra muối natri gluconat. Hiện tượng của phản ứng này là nó tạo ra Cu2O kết tủa màu đỏ gạch. Vậy ngoài phản ứng với hydro tráng bạc, dung dịch nước brom và tác dụng với CuH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng
thì aldehyde còn có phản ứng được với ai nữa đây nhỉ? Đó là phản ứng làm mất màu thuốc tím. Bốn cái phản ứng này, tráng bạc là một này, tác dụng với dung dính nước brom là hai, phản ứng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng là 3 và phản ứng với thuốc tím là 4. Thì bốn cái phản ứng này dùng để nhận biết được nhóm chức aldehyde. Ngoài tính chất ở nhóm chức đấy là tính chất của polyalkohol và tính chất của aldehyde thì glucose còn có phản ứng lên men. Khi lên men glucose thì người ta thu được rượu ethylic và khí carbon dioxide. Phản ứng này dùng để điều chế rượu ethylic trong đời sống. Chúng ta vừa tìm hiểu xong cái phần tính chất hóa học của glucose. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần điều chế. Trong tự nhiên thì glucose được hình thành nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. Đấy là sự tổng hợp CO2 và nước dưới xúc tác là ánh sáng và chất diệp lục trong lá thì nó tạo thành glucose và giải phóng oxy. Còn trong công nghiệp thì glucose được điều chế bằng phương pháp là thủy phân tinh bột trong môi trường axit có đun nóng thì nó tạo thành glucose. Vậy glucose dùng để ứng dụng làm gì? Đối với glucose thì nó có khá nhiều ứng dụng, tuy nhiên cô nêu ra 3 ứng dụng chính. Thứ nhất là điều chế thuốc tăng lực. Cái thứ hai đấy là điều chế rượu ethylic thông qua phản ứng lên men. Thứ ba đó là thà phản ứng tráng gương, tráng ruột phích nhờ phản ứng tráng bạc. Đấy là tính chất aldehyde của glucose. Chúng ta vừa ôn tập xong nội dung chính của bài glucose, bây giờ chúng ta chuyển sang bài fructose, một trong những đồng phân của glucose. Về fructose thì về tính chất vật lý thì nó cũng giống như glucose vậy. Fructose nó có tính chất vật lý, nó là chất rắn kết tinh, không màu và nó có vị ngọt. Vậy tính chất vật lý của fructose nó y hệt như của glucose. Về trạng thái tự nhiên, trong tự nhiên thì fructose có nhiều ở trong quả ngọt và đặc biệt hơn nữa là nó có nhiều trong mật ong. Vì vậy, fructose được gọi là đường mật ong. Về độ ngọt của fructose thì nó ngọt hơn đường mía và đường glucose, đường nho đấy. Về công thức, cũng giống như glucose thì fructose cũng có hai dạng công thức, đấy là công thức mạch hở và công thức mạch vòng. Các bạn nhìn công thức mạch hở này. Về mạch hở thì fructose có 6 nguyên tử carbon. Ở carbon vị trí số 2 là nó có nối đôi O, đấy chính là nhóm chức ceton. 5 carbon còn lại, mỗi carbon đều chứa nhóm OH. Fructose cũng có công thức mạch vòng. Tuy nhiên vòng của fructose nó khác với glucose, đấy là vòng 5 cạnh. Đây chính là nhóm OH hemiacetan của chúng ta. Và dựa vào cái công thức này thì các bạn có thể thấy rằng fructose nó có tính chất của ceton, đấy là phản ứng cộng với hydro. Thứ hai là nó có nhiều nhóm OH kề nhau cho nên nó có tính chất của polyalkohol, đó là làm phản ứng với COOH 2 lần ở điều kiện thường tạo thành phức màu xanh lạ. Rồi, ngoài hai tính chất này ra thì các bạn còn phải lưu ý một điều nữa đối với fructose, đấy là trong môi trường kiềm thì fructose nó chuyển hóa thành glucose. Vậy về lý này là fructose nó không tham gia phản ứng tráng bạc và không tham gia phản ứng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng. Tuy nhiên, môi trường phản ứng tráng bạc có amoniac, môi trường phản ứng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm đun nóng là có kiềm. Cho nên fructose nó chuyển hóa thành glucose và nó tham gia phản ứng. Còn đối với dung dịch nước brom thì sao? Đối với dung dịch nước brom thì fructose nó không phản ứng bởi vì đấy không phải là môi trường kiềm.
Vì vậy người ta sử dụng dung dịch nước brom để phân biệt hai loại đường, đấy là đường glucose và đường fructose. Đấy chính là nội dung chính của cái phần ôn tập fructose. Hôm nay chúng ta đã tiến hành ôn tập phần monosaccharide. Thì bài giảng tiếp theo cô sẽ sửa những cái câu, chúng ta sẽ làm những cái câu trắc nghiệm trong cái đề thi đại học từ trước đến giờ có liên quan tới monosaccharide. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.